Hello các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi một vòng dạo phố, xem phong cảnh xung quanh ở đây nha. Mình thấy cái cây này có những cái trái màu hồng nhìn đẹp quá. Mình quay cho các bạn xem nè. Còn đây là một cây hoa hồng, nó cao thiệt là cao luôn á các bạn. Loại hoa hồng này chắc là hoa hồng leo rồi. Còn đây là cây hoa mai, nó nở thật là nhiều rồi nè. Hôm bữa thì quay video kia nó chỉ nở ra chút xíu thôi. Và bên cạnh có một đàn chim nó đang hót líu lo trên cành. Các bạn nhìn thấy không? Nó nhảy nhót trên cành cây á. Và hôm nay là cuối tuần, chủ nhật, cho nên nơi đây không ai đi chợ hết các bạn. Các chợ nó đã đóng cửa rồi. Bãi đậu xe thì chỉ có những chiếc xe mà sống gần khu vực này họ đậu nhờ ở bậc kinh của chợ. Và đây nguyên cây hoa thật là xinh nè, màu sắc thật là dễ thương. Hôm nay xe cũng ít người chạy qua lại lắm. Bên dọc đường các bạn thấy nguyên hàng cây hoa không? Nhìn đẹp quá các bạn. So
Chủ nhật ở đây vắng vẻ lắm các bạn ơi. Mọi người đều không có đi chợ. Cái thành phố của mình là chủ nhật chợ đóng cửa. Chỉ có vài chợ lưu thưa mở thôi. Mình muốn đi ra ngoài đường hít thở không khí trong lành một chút. Ở nhà hoài cũng mệt mỏi quá. Đây là những chòi non nè. Bạn thấy không? Và mùa xuân là bắt đầu những cái trời nó bung ra khỏi thân cây để mà khoe sắc, khoe khỏe đẹp. Và bắt đầu những cái nhà vườn nè, người ta đã xới đất lên trồng trọt những cái loại cây mà họ yêu thích, những cây ăn quả hay là những cây ăn lá, rau củ quả, hành này, thấy không? Cây này là cây bơm. Nó cũng đang đâm chồi nha. Tới mùa hè là bắt đầu có trái rồi đó các bạn. Và mình cho các bạn xem những cây you gave me the light. Cái này là bụi hoa gai. Nhìn đẹp quá các bạn. Nhìn gần rất là sắc nét. Và mình cũng không biết cái tên của nó là tên gì luôn á. Và những nhà vườn họ thuê á, mỗi năm là khoảng 200-300 euro vậy đó các bạn. Và họ có những cái nhà nhỏ như vậy ở trong một cái sạc đan họ thuê. Nhà nước họ làm luôn sẵn đó. Và đây là một rặng bụi hoa hồng. Và mình đã cho các bạn xem cái nơi mà mình đi qua, đi dạo vòng. Và cho các bạn xem cái này nữa nè, đẹp lắm. Behind.
Và bây giờ mình trở về nhà đây. Không khí thật là trong lành, phải không các bạn? Và mình chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye. Sometimes I feel tired.